Video clip này shop vườnvutoc.net sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu cây phủi tóc cán gỗ. Thì cái mẫu cây phủi này nó dài hơn những cây phủi thông thường tầm 2-3 cm ha. Thì chiều dài thực tế của nó, của cây phủi này tầm 23 cm. Thì các bạn thấy cũng dài ha, cầm rất là thoải mái luôn. Thì các bạn có thể sử dụng là để phủi tóc nam, tóc nữ đều ok. Đặc biệt cái phần chất lông phủi, các bạn thấy nè, đây là loại lông phủi mềm và cực bền và tốt luôn nha các bạn. Nó mềm nhưng mà nó phủi rất là ăn tóc, rất là sạch tóc luôn. Nó không gây đau, không gây rát. Phủi phát nào là sạch phát đó luôn nha các bạn ha. Thân gỗ chắc chắn, ở ngoài nó được sơn vẹt ni nè, nhìn cực kỳ là đẹp mắt luôn. Thì cây này là bao bền, xài chục năm cũng không sinh nhê đâu nha các bạn. Có dây móc luôn nè. Đây, nhìn tổng quan nó một lần nữa cho các bạn sẽ thấy ha. Nhìn cực chất luôn.